Cụ lên thực đơn hôm nay là có cái món gì? Bình nước. Hỏi mẹ này chứ hỏi cụ mà hỏi đồ gối xong. Cụ chỉ đạo đấy, cụ bên chỉ đạo bếp trưởng. Cụ bên chỉ đạo bếp trưởng thì cụ phát biểu hôm nay là hôm nay có những cái món gì? Hôm nay là có thịt gà này. Có thịt gà. Thế có tôm này. Có tôm. Có thịt lợn này. Đấy. Có xôi này. Bất biểu. Thế này. Có canh này. Bây giờ lại vào hỏi là cô đang làm cái món gì đấy? Tôm này. Dạ. Tôm đấy thì để tí nó giã ra thì mình mới làm được. Đang chuẩn bị nấu cơm mọi người ạ. Nấu cơm hôm nay sinh nhật Sumi đây. Bác Hường đang làm gì đấy? Đang soạn bát. Quân không phải làm gì, cứ đi vòng vòng xem mọi người. Dạ. Ủa, nhà này sôi nâu chưa bác Nhậm ơi? Mới. Mọi người sẽ nhìn thấy cái bếp củi như này bao giờ chứ mọi người? Cuộc sống của Quân là cũng gắn liền với những cái bếp này một thời gian nhưng không lâu, ngắn thôi. Có anh Hùng. Đây mọi người nhìn những cái, đây là cái nhà cỏ trước ông bà ở đây, xong giờ ông bà chuyển lên trên kia rồi mọi người ạ. Đầy đủ luôn, tiện nghi luôn. Lâu lắm rồi. Mọi người đây nhá. Có đầy đủ các loại xôi luôn. Đây là xôi gấc này. Ui. Hai nồi này đều xôi hết rồi cô. Nhiều thế. Cụ phát biểu cảm nghĩ xem là cô hôm nay liệu có to hay là bé. Cụ phát biểu. Hôm nay là to. Cỗ này to. Ừ, có đủ các cỡ thịt. Đủ các cỡ thịt. Thịt voi rồi, thịt bò rồi, thịt trâu. Dễ cũng có. Đây bác nhượng mình đây mọi người. Đấy. Đấy. Dê gà thỏ. Dê gà thỏ. Là vâng đúng rồi. Trưởng ban đâu thơm. Trưởng ban đâu thơm luôn ạ. Chú Thanh là hôm nay là rau thơm mà mình có những cái món gì chú? Rau này. Rau dăm này. Rau thơm nào cũng phải liệt kê ra chứ không được thiếu đấy chú. Anh đây. Các bạn yêu quý cụ là cứ phải bảo là phải cho gặp cụ. Thế là có, hôm nay cụ có cỗ, có về ăn cỗ với cụ thì về. Đấy, cụ phải đọc xã rồi thôn nào đấy cụ. Đây là cụ ở đây là xã Điệp Nông. Thế là thôn Ái Quốc. Xóm bao nhiêu rồi, số nhà bao nhiêu? Xóm 1. Thế nhà mình không có số nhà? Số nhà là số 1. Số 1 luôn. Ừ. Số 1, nhà số 1 luôn. Ôi trời, hôm nay nắm bát đĩa lắm mọi người ạ. Dự kiến hôm nay là 7 mâm cơm. À. Chiều nay trời lại mát thì bà nhỉ. Tự nhiên nó không oi như hôm qua nữa. À. Đúng phù hợp với cả ăn cỗ đấy bà nhỉ. À, đây là ông anh mình đây. Vừa lên xong bảng thực đơn đây. Mọi người nhìn đi. Đâu? Dê tái chanh, cá quả chiên, giò lạc, gà luộc, tôm chiên. Tôm trao cộng tôm hùm. Tôm trao là tôm gì anh? Cái gì? Nấu sáo vịt, bún, củ cải luộc, xôi, chè. Chè anh? Ừ.
cây này còn có cả tre nữa, tiết mục này căng thẳng đấy. Thôi mình quay chân thực luôn cho anh, mình không cần cắt, em không bao giờ em cắt, video của em không bao giờ em cắt. Thật nhất có thể cho mọi người luôn đấy. Thực đơn món thứ nhất đã chuẩn bị sẵn sàng. Gà luộc đã sẵn sàng, mắc nhợ nhỉ. Dạ, quay cho bạn bè chứ. Bạn bè Nam Châu bác ạ. Khoe cho mọi người là mình đang được về quê. Rau thơm sẵn sàng. Rau thơm sẵn sàng, rau thơm. Bánh tươi cũng sẵn sàng. Đây, bên này là bên rau thơm đã sẵn sàng. Đây đang ở tiết mục chụp ảnh đấy mọi người ạ. Từng người một chụp cái xu mì, không xu mì quá tải, xu mì không chụp được. Dì ơi, dì ơi, lên tiết mục chụp ảnh, đang tiết mục chụp ảnh. Tí nó tối không chụp được chứ, tối nó bắt đẹp, nhanh chóng không có tối đấy. Bẻ lại cái cổ áo cho ông. Hai ông kẻ phải sắm hai bộ cùng nhau, giống nhau nó mới ác. Thôi được rồi. Anh cài cái khúc cổ cao trên kia không? Cổ áo bị cháy rồi không? Lâu mấy chục năm vẫn cứ đẹp. Còn một bộ Tipsy Valen. Tipsy Valen. Hàng hiệu của ông. Trước đây là Tipsy Valen. Bây giờ là chuyển sang Balenciaga. Để mai con chở ông đi chợ mua cho ông bộ Supreme, ông mặc cho nó ngầu. Thôi không ngầu, cứ bình tĩnh. Sumi thấy bánh sinh nhật đẹp không? Tiết mục chụp ảnh vẫn đang được diễn ra hết sức gay gấn mọi người ạ. Hai bà cháu tới nằm kiểu nhỉ? Đã có rất nhiều các ống kính chĩa vào những thành viên. Mẹ ơi! Úi giời, mẹ này nòm cứ như kiểu là cô dâu 8 tuổi đấy nhỉ? Cô dâu, tôi chính xác là cô dâu 30 năm về trước. Ơ, con nhìn bố. À, đây. Hello, bà đẹp không? Bà đẹp không? Ơ, con cười nè em. Đây, bố đã đang ở. Con có biết đeo đâu. Mẹ ơi, ra đeo cho bố này. Cái này thì cứ ấy vào xong là bố thít lên thôi, có cái gì đâu. À, xếp ghế cho bố thù ngồi, còn cánh tớ đứng. Đây. Đây là tiết mục quan tâm ngoài lề. Đang trong chương trình chụp ảnh. Cái này là cái. Ừ, không được, không được. Bố ông từ từ đã. Cái cỏ này bố chưa cài kịch. Có cái cỏ phải cài kịch thì nhìn nó cứng cái cỏ áo ra. Hoa ra bị rơi xuống một lần. Cái này tắt đi hộ của mình đi.
Dạ dạ ok ạ. Dạ, dạ. Mẹ ơi. Hôm nay là sinh nhật mẹ hả? Sinh nhật 30 năm ngày cưới. Mà ngay trường đi rúa quá lắm nhỉ. Đây mọi người này. Đấy con đang phân tích cho các bạn là bánh này là nào của ai mà con là con không biết là bánh của con chỗ nào cơ. Bánh của con trên cùng. Đây, happy birthday Sumi, Sumi ở dưới. Có ảnh của Sumi luôn nhá mọi người nhá. Nè. Cái thứ hai là của bố mẹ Quân. Ok, cái này nó bay vào. Quân phải lấy nó ra. Ôi chết rồi. Mất chữ rồi. Cái này nó bay nó làm nhòe cái chữ chúc mừng 30 năm này mọi người ạ. Đây. Mọi người thấy bố mẹ con chưa? Trên này là chữ chúc mừng. Đây, mọi người nhìn đây. Tổng quan là nó sẽ như này. Hôm nay ở ngoài này là hơi gió nha mọi người nhá. Mẹ sao này chân đất cứ chân đất thôi. Khổ. Chân đất mất tuyết. Nắng hoa này của ai cho? Ai tặng cho mình? Cô Ba Liên tặng. À. Chào. Hả? Đấy. Không không, bố vào trước, bố vào trước trong. Bố vào trong. Đấy, rồi. Chị này xách trộm quà của cháu đi đâu đấy? Yo yo mọi người. Bây giờ xuống khu làm khu vực làm cỗ rồi mọi người ạ. Thì các bác các cô làm cỗ xong thì về thường thì về nhà tắm rồi quay lại ăn uống sau cho tại vì lúc làm mồ hôi nó ra ấy, ngồi nó khó chịu ấy mọi người. Quân còn chưa kịp đi cắt tóc cắt theo gì từ hôm về đến nay. Thôi kệ. Để đó, để như vậy cũng được. Mọi người kêu này giản dị mọi người quý. Thôi. Mình bắt đầu dê dê máy từng các món một nhé. Đây là món rau và nhá salad. Rồi, lùi lại đây. Đây là xôi gấc nha mọi người. Xôi gấc, con ngồi xuống quay. Không các bạn thử chết. Các bạn cứ chửi nào. Quay có tâm vào. Tại vì thực sự cái hôm ấy là con rất mệt. Cái video đầu tiên là con rất mệt. Con cầm máy mà con không biết là con đang làm gì ấy cơ. Đây xôi thì nhà con lên có 7 mâm. Đây mấy con năm thì chắc là hai cái là thắp hương bên trên kia rồi mọi người. Xôi gấc nhà tự thổ nhá. Rau. Rau luộc mọi người ạ. Đây, rau luộc. Rau luộc để uống rượu, uống rượu xong là ăn rau nó tốt cho đường ruột. Con bê lên luôn, con bê lên cho mọi người xem từng món một. Đây là món dê. Dê tái trong. Giò là mọi người, giò thì chưa sắt, giò ở đây để mang đi biếu các bà kiểu mẹ không đến ăn được thì mang đi biếu. Đây, gà nhá mọi người nhá. Gà này thì là một đĩa như thế này, là nửa con mọi người ạ. Đây, con quay như này cho mọi người nhìn. Đây. Bố mẹ quân hàn cái giá để được đựng cỗ lên mọi người. Đây quân đi ra đây cho mọi người này. Đây, nói chung là mấy cái mâm dưới này giống hệt các mâm trên. Con sẽ quay cái mâm cao nhất này cho mọi người dễ nhìn. Tôm, gà, dê, giò. Còn mấy món kia thì phải kiểu phải lên mâm thì mới đặt được mọi người. Đây là các món chính. Đó. Thôi, đến giờ ăn rồi thì clip này xin dừng lại ở đây và hẹn gặp các bạn trong các clip sau. Mọi người nhìn có giống đám cưới cho mọi người. Con vừa mới thay đồ chứ chưa kịp tắm rửa gì. Đang là tiết mục chụp ảnh mọi người ạ. Đây. Bố mẹ con thuê cả thợ về chụp ảnh kỷ niệm luôn. Đó. Bây giờ con quay ngược lại cho mọi người dễ nhìn nha, không mọi người lại nói không biết cầm máy.